Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn dòng bếp cao cấp của AEG CD8 HK874400FB. Như các bạn thấy, dòng bếp cao cấp của AEG HK874400FB có thiết kế vô cùng đặc biệt. Trên bề mặt bếp không hề có một cái đường nét hoặc là đánh dấu nào khu vực nấu hình vuông hoặc là mặt tròn giống như các loại bếp thông thường. Trên bề mặt hoàn toàn là mặt trống trơn, chỉ có duy nhất từ biểu tượng logo và biểu tượng power. Với một thiết kế như này, nó tăng thêm cái vẻ sang trọng và quý phái của dòng bếp này. Bề mặt bếp được làm bằng kính chịu lực chịu nhiệt và có khả năng chịu nhiệt lên đến 900 độ C. Bếp được thiết kế với chủ đạo là hình chữ nhật với chiều ngang của bếp có thể lên đến 78 cm, và nó dài hơn so với loại bếp thông thường 20 cm, là gần như gấp 1,3 lần các loại bếp này. Chiều sâu của bếp là 52 cm và chiều cao là 8 cm. Với một khu vực nấu như thế này, các bạn có thể tự do thoải mái hoàn toàn lựa chọn kích thước nồi cũng như là một cái vị trí nấu rất là thoải mái. Còn đây là phía mặt sau của bếp AEG. Các bạn có thể nhìn thấy là mọi chi tiết của bếp đều được thiết kế rất là chắc chắn. Phía diềm bao rộng bên ngoài được làm bằng thép không gỉ. Phần trung tâm chính là cái phần mà khu vực động cơ chính của bếp. Phần này được thiết kế thụt vào bên trong. Điều này sẽ làm hạn chế khi mà ngay cả khi trường hợp mà các bạn bị nước lọt theo các mép bếp đi vào phía bên dưới, nhưng mà nó cũng sẽ khó để lọt vào được động cơ bếp hơn so với các loại bếp thông thường. Ở phần đằng sau này thì các bạn nhìn thấy là hai khu vực quạt gió. Các bạn lưu ý với khu vực quạt gió này thì bếp ngay cả khi tắt bếp nó sẽ tự động để vẫn chạy và làm mát động cơ. Vì vậy các bạn lưu ý là trong quá trình mà nấu nướng, sau khi nấu nướng xong thì các bạn không nên tắt ngay cái automat để dập cầu dao để ngắt luôn cái nguồn điện ở khu vực bếp này. Các bạn chỉ để tắt bếp và vẫn để điện để cho hai cái khu vực quạt nấu, quạt gió này nó vẫn hoạt động. Vì vậy nó sẽ làm tốt cho máy hơn. Đối với bếp AEG thì một đầu dây của bếp đã được nối sẵn vào trong bếp như thế này. Và đây là cái bảng để hướng dẫn các bạn cách nối phần đầu dây còn lại. Phía ngay bên trên các bạn sẽ thấy một cái tem seri của chính hãng. Ở đây các bạn sẽ thấy được ghi rõ seri của bếp là HK874400FB, cùng với đấy là nơi sản xuất là Made in Germany. Còn đầu dây còn lại thì các bạn nhìn thấy là có 4 dây, hơi khác biệt so với dòng Việt Nam thì chỉ có 2 dây. Dây thứ nhất này là cái dây xanh vàng này, là cái dây nối đất này. Dây này là thường là không có ở Việt Nam. Lại thì một đầu dây mát chính là cái dây màu xanh nước biển này. Màu nâu và màu đen được kết hợp lại với nhau thì đây là trở thành cái dây lửa. Đây là cái tiêu chuẩn chính của châu Âu hiện tại. Thì nó tương ứng bạn kết hợp như thế, tại vì là đấy là cái dòng ở điện, nguồn điện nhà mình thì hay dùng nguồn điện một pha, chỉ có hai đầu dây chính. Và các bạn lưu ý là nối dây cho chính xác để đảm bảo an toàn cho bếp. Và các bạn có thể thắc mắc là với thiết kế như thế này thì làm sao các bạn có thể lựa chọn được khu vực nấu cũng như là bảng điều khiển nó ở đâu để có thể hoạt động bếp? Đấy chính là điều đặc biệt mà AEG HK874400FP mang lại. Và giờ thì mình sẽ ngay lập tức chỉ cho bạn cái phần đặc biệt này của bếp. Các bạn chỉ cần bật biểu tượng power. Và giờ thì các bạn có thể thấy rõ hơn được vị trí vùng nấu cũng như là bảng điều khiển của AEG. Đấy là điều vô cùng đặc biệt. Và ngay cả khi mình đã bật bếp nhưng mình không sử dụng, bếp sẽ tự tắt. Đấy là một chức năng an toàn của AEG. Và bây giờ mình sẽ bật lại bếp. Sau đó mình lựa chọn khu vực nấu cũng như là mức độ nhiệt. Giờ các bạn có thể xem là cái biểu hiện gì của bếp. Ngay lập tức bếp sẽ chuyển sang sự ép khi mà mình không đặt bếp trên đặt nồi trên mặt bếp. Bếp không nhận diện được nồi, vì vậy nó cũng sẽ không hoạt động. Và bây giờ thì mình sẽ đặt nồi trên khu vực nấu mà mình đã lựa chọn. Thì ngay lập tức bếp sẽ trở lại mức nhiệt chín ổn định và bắt đầu tiếp tục công việc của nó. Như các bạn thấy ở đây thì các cái biểu tượng về các cái bảng điều khiển rất là đặc biệt. Nó có hình tròn
và nó làm cho bạn có cảm giác giống như các cái phím xoay. Bạn không cần phải lựa chọn khu vực nấu, bạn có thể lựa chọn luôn trên cái khu vực hình tròn này. Với mỗi hình tròn là một bếp, bạn có thể thấy mình di chuyển rất là nhẹ nhàng. Và khi mình di chuyển đến đâu thì mức nhiệt thay đổi đến đấy. Cái mức độ cảm ứng và độ nhạy của AEG rất là tốt. Và bạn có thể lựa chọn mức nhiệt một cách nhanh chóng và có cảm giác rất là dễ chịu khi mà bạn chỉ cần di chuyển vòng tròn như thế là bạn có thể thay đổi được mức độ rất là nhanh. Với các mức nhiệt thông thường sau khi bạn lựa chọn thì bếp sẽ phải tăng mức nhiệt lên từ từ theo cái từng mức một. Nhưng mà trên AEG còn có một chức năng là chức năng boost. Chức năng này là khi bạn nhìn thấy chữ P ở đây, bạn muốn bếp của mình hoạt động một cách nhanh nhất, đạt tốc độ tối đa, thì ngay lập tức khi các bạn lựa chọn chữ P, bếp sẽ đẩy lên cái tốc độ tối đa của nó. Ở đây mình sẽ chọn P, là nó có biểu tượng chữ P ở đây, có nghĩa là đang thực hiện cái chức năng boost như mình vừa nói. Ngay lập tức bạn có thể nghe thấy âm thanh của bếp đã khác. Và chỉ trong khoảng thời gian rất lớn, bạn có thể nghe ngay được trước là cái tiếng reo của nước. Chức năng này giúp các bạn rút ngắn thời gian nấu rất là nhanh và tiết kiệm được cả thời gian lẫn cái lượng nhiệt. Vì nước có thể vì bếp có thể tác động ngay trực tiếp vào đáy nồi làm cho nước nóng lên với công suất tối đa của nó. Và chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, bạn có thể nghe thấy tiếng reo rõ hơn, bọt khí bắt đầu xuất hiện và khói rất là nhiều. Về thời gian rất là ngắn, lượng nước này mình đang lấy là cho một cái lượng nước tương đối nhiều, tương ứng với một gia đình 4 người nấu một nồi canh thông thường của một bữa. Và không muốn sử dụng chức năng boost này nữa thì các bạn chỉ cần bấm vào bảng điều khiển và chọn bất kỳ mức nhiệt mà các bạn muốn. Ở đây trong bảng điều khiển này các bạn có thể thay đổi từ mức 1 cho đến mức tối đa là 14. Ở đây là mức 14 của bếp. Sự thay đổi trong bảng điều khiển này cực kỳ là nhanh, cực kỳ là dễ. Và bạn có thể thấy là mọi cái mặc dù là nhìn bề mặt rất là phẳng nhưng mà lại làm cho mình cảm giác là điều khiển thực sự là tiện lợi. Với chức năng tiếp theo mình sẽ chỉ đó là bếp còn có chức năng hẹn giờ. Mình chọn biểu tượng đồng hồ và tương ứng là biểu tượng của bếp mà mình đang lựa chọn đang nhấp nháy. Thì lúc đó có nghĩa là mình có thể điều khiển được cái bức công lượng hẹn giờ của bếp mà mình đang lựa chọn. Đây là để tăng cái thời gian lựa chọn lên thì mình bấm tăng vào dấu cộng và mình bấm lại số đồng hồ thì nó được xác nhận là cái bếp mình đang sử dụng là đã được hẹn là sau 4 phút nó bếp sẽ tự động tắt. Về để mình sẽ để chức năng này một khoảng thời gian để cho các bạn thấy là bếp sẽ đếm ngược cái khoảng thời gian này và nó sẽ tự động tắt sau cái khoảng thời gian đó. Và sau đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái chức năng này nếu các bạn không muốn. Giờ mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về chức năng Stop and Go. Chức năng này có tác dụng giúp các bạn là khi các bạn trong quá trình đó các bạn muốn rời ra ngoài một lúc và trong hoặc làm bất kỳ một việc gì trong khoảng thời gian ngắn để tạm dừng cái quá trình nấu nướng. Nhưng các bạn lại vẫn có thể là không muốn thay đổi những cái chương trình mà các bạn đã cài đặt cho bếp. Ví dụ bây giờ mình có cuộc điện thoại, mình sẽ stop bếp lại. Và bếp sẽ dừng lại ở chức năng stop and go này thì nó sẽ giữ cho bếp hoạt động với cái mức nhiệt tối thiểu của nó và nhưng nó vẫn duy trì cái hoạt động. Và các bạn sau khi mà các bạn muốn bếp khởi động lại thì các bạn bấm stop and go lần nữa. Và với chương trình này thì nó giữ nguyên những cái chương trình các bạn đã cài đặt trước đấy. Khi các bạn khởi động lại thì nó sẽ trở về trạng thái trước như trước khi là các bạn sử dụng chức năng này. Và bây giờ thì bạn đã thấy là đồng hồ đếm ngược còn có 3 phút nữa. Thế sau 3 phút bếp sẽ tắt. Và bây giờ các bạn không muốn sử dụng chức năng hẹn giờ, muốn cho bếp cứ thế là hoạt động, không tự tắt nữa, thì các bạn bấm vào biểu tượng đồng hồ, sau đó bấm vào phím trừ cho đến khi biểu tượng thời gian trở về 00, có nghĩa là bếp bây giờ đã hết cái chức năng hẹn giờ. Và một chức năng đặc biệt của bếp từ nữa đấy là chức năng khóa an toàn. Đó là các bạn không khi các bạn đã thiết lập được cái chương trình nấu cho các bếp và các bạn không muốn vô tình được chạm tay vào như thế này làm thay đổi cái chương trình mà các bạn đã thiết lập, thì các bạn sau khi thiết lập xong các bạn bấm vào biểu tượng khóa an toàn ở phía bên tay phải
và sau đó nó sẽ hiện tất cả các chức năng L như thế này. Bây giờ thì các bạn có thể chạm vào bất cứ một cái biểu tượng nào hoặc là cái vị trí nào, nó cũng không làm thay đổi cái mức độ nhiệt mà các bạn đã lựa chọn. Để tắt chức năng này, các bạn bấm lại biểu tượng khóa. Và trong cái biểu tượng khóa an toàn này, nó còn tích hợp thêm một cái chức năng khóa an toàn sau khi nấu. Chức năng này có tác dụng là trong quá trình mà các bạn đã hoàn thành xong cái việc nấu nướng và tắt bếp, các bạn không muốn vô tình việc chạm vào cái nút khởi động làm cho bếp bật lên, thì các bạn có thể sử dụng chức năng khóa an toàn. Với chức năng này thì các bạn vẫn tắt bếp thông thường, sau đó các bạn bật bếp lên và các bạn không chọn cái mức level mà ngay lập tức hãy bấm vào cái phím biểu tượng an toàn, giữ trong vòng 4 giây thì biểu tượng L bây giờ xuất hiện. Thì với chức năng này thì cho dù các bạn có bấm vào biểu tượng bật bếp thì bếp cũng sẽ không bị khởi động lên. Và để tắt chức năng này, để hoạt động bếp như bình thường thì các bạn bấm bật bếp, sau đó giữ tay vào biểu tượng L trong vòng 4 giây. Và bây giờ thì các bạn có thể sử dụng bếp như bình thường. Mình có thể bật bếp. Đấy là chức năng khóa an toàn của bếp. Và một cái dấu hiệu nữa cũng thể hiện một cái mức độ an toàn của bếp từ AEG, đấy là chính là cái chỉ số thể hiện nhiệt dư. Ở đây mình sẽ thể show cho các bạn thấy là bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và mình nhấc phần nồi này ra. Thì ngay lập tức bạn sẽ thấy luôn là cái biểu tượng, mặc dù mình đã tắt bếp nhưng ở biểu tượng của bếp mình mới nấu vẫn có hai cái dấu trừ. Ở đây nó có ba cái mức độ thể hiện nhiệt, đó là mức độ về ba dấu, mức độ hai dấu và mức độ một dấu, thì tương ứng với mức độ nhiệt càng cao thì số lượng dấu càng càng nhiều. Và đây đang mức 2 và nó sẽ giảm dần theo cái mức nhiệt mà bếp đang nguội dần đi. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn là ở bếp AEG hàng cao cấp họ còn có thêm một cái chức năng tích hợp nữa, đó là chức năng nướng. Tuy nhiên với chức năng này thì các bạn cần phải mua thêm những cái thiết bị để hỗ trợ cho cái chức năng nướng của AEG. Và cũng giống như mọi cái bếp từ khác thì do là bếp từ nên là cái khả năng mà nó bị lãng phí nhiệt ở các cái khu vực xung quanh là rất là ít. Như bạn thấy là cho dù nước đang sôi hay là rất nóng thì mình cũng có thể đặt tay ở ngay bên cạnh, khu vực bên cạnh không hề bị lan nhiệt ra. Đấy là lý do là bếp từ là tác động trực tiếp vào đáy nồi và làm nóng thức ăn, nó không bị tác động ra phía bên ngoài. Giống như các loại bếp bếp ga hoặc là bếp điện hoặc bếp hồng ngoại thì nó sẽ phải nóng từ ngọn lửa, hoặc là bếp hồng ngoại sẽ phải nóng từ phía bên trong bếp, sau đó làm nóng bề mặt bếp rồi mới đến mặt nồi. Nó làm tiêu hao nhiều năng lượng hơn cũng như là nhiều cái phần nhiệt dư sẽ tồn đọng ra bên ngoài hơn. Do đấy sử dụng bếp từ các bạn sẽ vừa tiết kiệm được thời gian mà vừa tiết kiệm được năng lượng tiêu hao. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu sơ bộ với các bạn về cách hoạt động của bếp từ AEG cao cấp HK874400FB. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn về dòng bếp cao cấp của AEG CV8. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website gusto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số Viber Zalo ở bên dưới hoặc vào Facebook Shop Gusto. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.